Đó, coi chơi vậy đó. Chơi vậy đó mà chơi được á. Coi chơi vậy mà chơi được á. Xuống, lấy cây xuống. Xu với bao là nè cô chú nè. Cô nói rồi. Khám bác sĩ cho mẹ con khám sao? Rồi đi ra khỏi chơi nữa. Bây giờ mẹ mệt rồi, khám bác sĩ cho mẹ đi. Lại đây. Ok, lên khám bác sĩ cho mẹ. Mới mua cho đồ chơi bác sĩ đó cô chú ơi. Lấy ra làm sao? Con từ từ, con phải kiên nhẫn từ từ. Con lại ra con làm là gãy đó. Từ từ đúng rồi. Giỏi quá, giờ khám cho mẹ đi. Khám chay. Hả? Khám chay. Gì mẹ khám chay hả? Ok, rồi chay nằm lên đi mẹ khám nha. Đây, nằm lên đi mẹ khám cho, để lên. Trời nó bắt, giờ nó bắt khám cho chay đi. Trời, đeo này vô đúng là đúng là bác sĩ luôn á. Đúng là bác sĩ luôn á. Lên. Rồi, nằm em nha. Rồi, nằm em. Rồi, nằm thẳng sai tú, thẳng chân xuống, nằm thẳng chân xuống. Đúng rồi. Rồi, kêu nằm thẳng chân xuống, nằm thẳng chân xuống. Rồi, nằm im nghe chưa? Rồi, chay bệnh rồi. Xích thuốc, xích thuốc. Giật cái đít ra. Đưa cái đít đây. Thì sao đưa đít sao? Thôi, chích bàn tay ha. Chích đây. Rồi, hết bệnh chưa? Rồi, chích này luôn hả? Cái này hả? Hả miệng ra bác sĩ coi coi. Thử coi coi. À, khám đầu gối hả? Khám đầu gối, khám chân hả? Rồi, cái chân quá dơ. Bây giờ con khám cho dinosaur đi. Hả? Dinosaur bị gì? Bị té. Ủa, dinosaur bị té hả? Té đâu đâu? Té chê. À. Dây nhợ gì mà đeo dữ vậy trời? Sao? Hả? Đau. Đau gì con? Đau nữa hả? Trời ơi, dướng tóc nữa rồi. Trời sao? Thank you. Ai là cứ ăn là khám bác sĩ mới khám sâu đi. Suối quá. Cái gì suối? Đồ ăn của con Su hả? À, đồ ăn Su suối. Nói đồ ăn Su. Bác sĩ mặt dính gì bác sĩ? Bác sĩ đó. Bác sĩ ơi. Bác sĩ bác là. Có kêu bác là ông Su không nè. Su ơi, ba ơi, đừng nghe con. Lại đây con, ba là, không nghe. Con chơi với Su đi. Con chơi với Su đi. Đây nè, chơi với Su. Nè Su, ăn đàng hoàng với Su.